Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Xin chào các bạn lại đến với kênh của Xíu. Hôm nay sẽ là một video đấu rút các bạn. Đây là hiểm nhà rút nè. Xíu sẽ không tháo khẩu trang ra tại vì Xíu đang ở ngoài đường các bạn. Cũng là lần đầu tiên là vlog hơi ngại tí. Rút lấp ló gì vậy? Ủa, cái quay hả? À, quay rút nè. Người, là rút nè. Mới không dạy, nó tài từ lưa hết nè. Ồ, quay không báo trước á. Tự nhiên báo trước thì tôi cực sốc của đàn hoàng vô như điên à. Thấy ghê không? Nắng quá ạ. Nắng hả? Ừ. Bây giờ đi đâu? Đi ăn sáng đúng không? Đi ăn sáng đi. Quay cho mọi người thấy cái outfit của ship rồi. Rồi. Đây là ship này mọi người. Đó. Ăn mặc như vậy đó. Đi qua đón hắn rút là chỉ cần bận quần bông, áo thun, đội nón bảo hiểm vô rồi đi được rồi. Thêm đôi dép nữa đó. Có bằng không? Có ai nghĩ đây là YouTuber không các bạn? Thiệt ra là rút với ship bằng đồ rất là đơn giản, chỉ là áo thun với quần đùi thôi, không có cầu kỳ gì hết á. Thì mình cũng hướng tới thoải mái là chính. Rồi lại đây đi. Lại đây. Lại đây. Diễn hoài à. Đây là rút các bạn. Chùm chân áo khoác các thứ. Đôi dép kìa, thấy ghê không? Giống như tấm cám quá vậy. Y chang con cám. Y chang con tấm. Chạy rung quá. Rồi thôi,